giờ có anh Nghĩa thì đỡ hơn. Sao vậy? Mình nghĩ sẽ quýnh quán lên và kiểu quýnh quán nhớ không bữa nhớ không trời ơi Khánh ơi anh đã đúng đúng vừa đúng bắt đầu chỉ là ngày rồi okay. Mấy Khánh. Bước bỏ đồ ăn bỏ mồi vô rồi bây giờ Khánh nè bây giờ cắt lũ cho anh đi cắt lũ rồi bây giờ em cắt dọc cho rồi Khánh bây giờ cái anh Khánh tự nhiên gươm chặt cá bỏ vô ui cái gì vậy Khánh ơi chưa cái này chưa dễ thương ơi dễ thương quá. À đây 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 giờ gọi kêu vô gọi kêu anh chỉ mình làm đồ ăn đi rồi không thiệt. Hello anh Nghĩa, anh đang ở đâu á? Sao tối thui vậy anh? Đang tắm hả? À, đang trên xe hả? Đang tắm tiền chứ. À, anh ơi, em chỉ muốn nói với anh là... Ta-da! Tụi anh mặc buồn. Vui lắm anh ơi, thì có không có anh thì có tụi em buồn nãy giờ ha. Tụi em kiểu nó dắt anh hoài luôn á. Ủa xem mà cáo trở gì Khánh? Trời ơi. Em vừa mới nói tức thì xong vui lắm anh ơi, không quanh tụi em buồn lắm. Ủa trời chết. Bé bị đa tâm lý mà anh không biết. Thôi em xin lỗi, em bị quên nó nhục. Vui lắm anh ơi, không quanh tụi em buồn lắm. Ủa xin lỗi, sao em sống giả tạo đi em quen hay sao. Nè anh ơi, coi nè, thật ngon chứ. Nè, em nói thiệt với anh nha, hôm nay không có anh là một sự mất mát rất lớn. Không phải là của anh mà là của tụi em. Bởi vì không ai hướng dẫn tụi em cách cắt những cái con mực này theo hình hình gì? Cái hình gì? Hình hạt lựu. Hạt lựu, hạt lựu. Mực mà cắt đúng rồi. Đó. Ôi anh ơi coi nè anh ơi. Ủa, nhân dịp gì? Dạ đúng rồi. Vậy dạ em bữa em cũng có đề xuất là sao không để anh Nghĩa ảnh ăn ngon rồi xong ảnh về. Cái xong chương trình mới nói là không tại vì anh Nghĩa không có ăn được thịt với lại hải sản. Đó nên mới tổ chức ngày hôm nay á chứ. Tiếc thật. Đâu có sao đâu, thật ra mà muốn mời có lòng thì những tình đã đó anh chơi không bằng quan được. Quên nghĩ vậy nữa. Ngồi coi kìa, anh nói kìa. Cái chuyện đó. Đúng rồi, anh Nghĩa nói gì cũng đúng á. Ủa anh đi đâu mà nhìn anh chỉnh tề quá vậy? Đi ngủ rồi, đi mà pyjama mà. À anh mới đi hát chùa hả? Dạ. Ok anh Nghĩa, bây giờ chắc là tụi em hả? Anh đang làm bếp. Dạ em quay xong hết ngày hôm nay rồi, ngày hôm nay tụi em đi vẽ tranh. Ngày nay vẽ tranh. Trời vẽ tranh. Trời ơi. Nó vẽ. Anh phải chờ xem tập này. Em xin nhắc lại khung giờ của mình là 20:35. Anh phải xem tập này và cái tập cuối cùng để anh xem coi ai mới thật sự là người vẽ đẹp nhất. Chắc em nghĩ là anh sẽ kiểu khá là bất ngờ về em á. Một chùm nho. Ok, dạ cảm ơn Nghĩa. Bye bye anh. Bye bye. Bye bye tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ. Chuẩn bị ăn tiệc ha. À. Em nghĩ chắc chắn luôn nha, em nghĩ nha. Nghĩ là chắc đang quay hình đó. Bởi vì em thấy anh Nghĩa vậy anh không có chữ bày hả? Không, không phải. Anh không có chữ anh đều bày đâu. Không, vậy nè. Thì bởi camera đúng không? Anh sẽ để góc này nè. nếu như... Hiểu không? Tức là canh cái góc đẹp quá hả? Đúng, tại vì chắc chắn anh nghĩ là chứ mình... Tại sao mình được gọi video call đúng không? Đúng. Rồi mình sẽ có một cái máy bắt sao em? Nhưng xui, chỉ nghe âm thanh thôi. Xin lỗi mọi người cắt khúc này giùm em. Toàn ác. Ê rồi, cái này chính là mình dứt được rồi nè. Xong mình ra được rồi ha. Rồi. Ủa có mình có nhiều bài lắm mà. Ê hồi tối qua tụi mình quên hát bài đó. Bài gì? Không, Đại Đăng Đô. Mình tập với Hai Đăng, nhưng mà chắc anh chưa biết bài đó. Bài gì? Nhưng mà Khánh vô mở đầu nha. Khánh đọc rap được bài đó luôn. Đừng quên sa trả lời năm không có khúc đầu vô là gì đó đi chung 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 con đừng chung vậy đi trên con đừng quên đang đi trên lưng con đừng quên ngập chân biết bay trên tay đó đó giờ chưa đi chung trên con đừng quên đang đi chung trên con đừng quên không ạ đang đi chung trên con đừng quên đang đi chung trên con đừng quên ồ hát kỳ lắm hai ba người đánh đàn bắt nghiệp đang đi chung trên con đừng quên ngập sai tông rồi nè hai ba đang đi từ từ khoan cái đoạn sau đang đi chung trên con đừng quên đây đang đi chung trên con đừng quên ngập chân biết bơi thương âm thanh rộn vang ngày vui bước đi thay thang mùa yêu đã về ngập chân con tim em đập nhanh từ khi có anh mong em không quên phút giây hạnh phúc ghé qua nơi đây mùa yêu đã về sao xuyên ui kéo này
cây đàn trên tay anh đấy. Anh đàn lên tình ca mới viết tặng em tình yêu nhỏ bé là la 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 la. Oh, yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Love you, aha, kiss you, ma. Love you, aha, kiss you, đáp vô. Anh ơi, thôi, Bị liệu. Thôi mình bỏ tiết mục này nha. Bỏ đi. Tiết mục này hủy rồi. Hủy rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Nhưng mà thật sự nếu mà giờ mình im lặng mà mình không làm á, khán giả sẽ nói mình vô dụng á. Cho tao một bài hát nữa được không? Ừ, yêu cầu là gì? Im lặng cái chương trình của ông mới dựng đâu, đừng lo, đứng hoài luôn cũng được. Ừ, vậy không? Ừ, đỡ mệt. Chừng em vô phòng, em yên, em yên chàng vô phòng ngủ giấc nha. Mình đây lại phải có một cái loạt kẹo ghét đây. Anh nhập Blackpink đi. Hả? Thôi chung cung kia hát cường. Đó, vũ đạo quá kìa. Ê, văn nước nha. Bắn nước cùng lưng nha. Ôi. Cái gì vậy? Trời, sao giông bão kéo tới vậy? Khi anh qua thung lũng và bóng ghi bàn chân, đời khiến ta chẳng còn nhiều luyến lưu. Em lau nước mắt em khô. Em giữ giữ hai bên nha, chuyện nó bay. Dạ, dạ giữ hai bên đi. Nói mình có chuyện này. Trời đất cảnh cáo rồi kìa. Kính chưa nó ngạt hả? Lấy đại nha. Lấy đại đi, rồi quay hình đi rồi từ từ cái. Ý là mình bỏ ra nó chín á. Ôi, bắt đầu mình ra được. Thơm quá. Cắm này ra trước đi xong. Yeah, thơm quá. Nói đi. Ê, sao vậy, sao vậy? Nói đi, nói thơm quá đi. Thơm quá, thơm quá. Trời ơi, tay nghề của anh Thánh phải nói là hả? Nức danh. Rồi, bớt xạo. Anh nghĩ anh hay la. Dạ. Khen khéo gì mà người ta biết mình xạo. Lấy mấy chén chấm ra luôn đi. Ủa? Đã kịp bóc con tôm ăn rồi hả? Rồi ai? Tăng nhanh quá vậy? Ủa? Là cái tôi sẽ đào đồng đội chưa? Trời ơi. Wow, đó, thằng bé thật là tinh tế. Đâu nó thử đó. Thử thôi à. Thử hết con luôn rồi kìa. Còn cái đầu tôm kìa anh. Ê, tôi nói chuyện điện thoại xíu, xin lỗi mọi người. Hello chú. Alo, mới đi nặng bụng về cái gì? Thì có hả, mới về Sài Gòn nè. Ủa, thiệt luôn hả? Ừ. Chú, thiệt không? Thiệt, xong rồi. Kết thúc hành trình rồi, xong hành trình rồi. Ê chú, tôi nói nghe nè. Bạn tôi gặp ở ngay quận 3 á. Bạn tôi nó mê chú á, bạn nói chuyện tôi một câu được không? Ai quận 3 nào, ai vậy? Nhỏ rồi kìa. Ok. Ừ, nó dễ thương nha má, nó dễ thương nha. Chú ơi, chú mê chú lắm á. Trời, nhìn cái chồng râu của chú kìa. Chào á. Trời, trời. Trời. Sao không có chân mày gì vậy? Ủa, chú quên con rồi hả? Lâu không gặp chú quên con rồi hả? Nhớ con. Ủa mà nó cũng chưa kịp nóng mà em lấy ra như vậy. Ủa vậy hả? Đâu có quay. Đâu có quay đâu, đang đi ăn với nè. Gặp nó quận 3. Đâu có đi quay đi đâu. Hả? Đây đây, ekip biên tập đây, đó. Không có đi quay. Nè nè, ngồi giám sát à. Vô không quay, nó bậy nó bạ lại gì. Làm bị lập biên bản đúng không? Đó, nè. Rồi, giới thiệu với bạn luôn. Tôi tiếc cho bạn vì không được ăn những món ngon này vào ngày cuối cùng. Ê, nhưng mấy con này chưa có chín. Chương trình mời chúng ta nè, anh Khánh. Nói với anh Khánh câu đi. Hello. Hôm nay hải sản không? Hải sản tươi sống, câu cấp. Ngon lắm, ngon lắm. Nè bạn ơi, không phải chỉ có mình nói không đâu. Phải không? Hôm nay tụi tôi làm pool party. Tiệc bể bơi á. Đây nè, đây nè anh. Vậy là nó chín rồi. Trời ơi, đủ bạn ơi, tiệc bể bơi á nha. Là, ủa, bạn là tại nhà mình luôn nè, tại hôm bữa mình ở đây nè. Cái hồ bơi đằng sau á nhớ không? Mày áo đi rồi chờ tao. Hầu thì sao ạ? Thôi ra ngoài nó bay. Thế nó dằn vô đây luôn. Vậy hả? Hầu thì sao đó đồng chí? Ủa sao vậy? Sao vậy? Bạn ơi, bạn phải giảm cân đi không? Thật sự này, hồi nãy tôi có hỏi. Nhỏ 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 nhỏ. Ý là hồi nãy tôi hỏi biên tập là sao không mời bạn cái số cuối. Dạ. Tại vì số cuối mới được ăn nhiều. Cái biên tập nói là hả? Thật sự là rất là muốn mời bạn nhưng mà thấy bạn đang bị dương nhiều thứ ở trong cơ thể, nó bị dương chất á. Nên là không, bên biên tập nói là hôm bữa có lấy chỉ số đo cơ thể của bạn rồi thì thấy là bạn đang BMI, bị BMI độ BMI tôi bị thấp đúng không? Ừ, không, ý là nó bạn bị dương chất thật sự. Nếu mà bây giờ nếu mà hôm nay là tôi sợ là nó sẽ không còn vui nữa.
nên là thôi cứ giữ sức khỏe của mình quan trọng, hiểu không? Để nếu mà có quay lại chương trình thì nó cũng dễ chịu hơn. Ừ nha. Sao bằng tay nó cứng ngắc luôn. Cho cũng cho gửi lời cảm ơn đến chương trình, với lại gửi lời là chương trình bớt quan tâm sức khỏe tôi lại. Nói chung là kệ bà tôi đi. Trời ơi khùng quá à. Chương trình nghĩ cho bạn mà, nhưng mà thôi thì chương trình có nói vậy nè, thôi bây giờ không gặp được Khánh ở chương trình này mình ăn ngon thì mình về thành phố Hồ Chí Minh mình hẹn nhau đi ăn. Thì không dạ. Không. Cái đó là tôi chỉ đề xuất thôi, tôi mới đề xuất thôi. Còn cái chuyện người ta đồng ý không? Nè, nói gì nói đi. Sẵn nhéo ba bà biên tập giùm tôi kìa. Không, ở đây có bốn bà lận. Khánh ơi, hôm bữa là chị mời em tập cuối nhưng mà em bận, em từ chối, em ổng hẹo, em nói trời là... Em bảo là trời ơi, đi chi tới ngày cuối ăn đâu có được gì đâu. Nên là chị đâu có dám mời em ngày cuối. Rồi, nè, nói đi nè, 2-1-1 lời đi. Chị Ngọc nè. Có gì đâu, nói sai quá rồi, nói gì nữa. Chị ra thiệt, chị nói thiệt, hồi trưa mà chị đi chợ nại, chị mua cái con mực á, nó bự vậy nè, là chị nhớ tới em. Ờ, thiệt á, con ốc hương mà nó bự vậy nè, là chị nhớ tới em. Chị mua cái gì, con tôm. Đúng rồi, mà bạn hiểu không, có nghĩa là hồi chiều mọi người đi mua đồ ăn á, mọi người ghé vô chợ, mọi người ăn thì rớt, chị Ngọc đã bị rớt một giọt nước mắt bên trái nha, rớt xuống cái mùi cái mai của con ốc hương á. Hả? Tôi nghĩ tới bạn. Yeah. Nghĩ là mua nhiều tiền mà em không được ăn á, cho nên buồn á, kiểu ân hận á. Đồ ốc nó thơm á. Em không bán được mà còn gọi điện thoại cho em để mà câu cá. Không, tại vì chương trình sẽ ký với bạn tôi một cái phụ lục hợp đồng để trả cái tập này. Tôi cố tình làm như vậy để bạn có thêm tiền cách xem một tập nữa. Vậy là tôi đã có tiền thêm cặp tập nữa. Đúng rồi, bây giờ ngồi coi nè, bây giờ thôi. Bạn chụp màn hình lại nguyên đám tụi tôi xong bạn gửi cho bên sản xuất nè. Rồi ok, gửi sản xuất đi, nói lấy thêm tiền nha. Chuyển ký công ty là một rồi. Ok, thôi tôi ăn nha, nãy giờ bạn hơi làm phiền tôi mà tôi mọi người ăn mà tôi không được ăn xin. Nhưng mà cái mục đích gọi này là gì? Hả, chập tức. Ê, không phải. Bên chương trình suối rồi. Ok, vậy hả? Ok, tuyệt.